Rồi, em chào các chị yêu nha. Mời các chị yêu vào tham gia livestream cùng với Sưởng May Quốc Thịnh và Queen Fashion trong buổi trưa ngày hôm nay đi nào. Ok, cho em xem những cánh tay của các chị nào. Bật ở đây à? Chài một chuyên dùng xây tóc. Trời ơi, tóc được xây. Ok nha, chào Minh Anh nha. Ok, chào 25 chị gái đang tham gia livestream trong cái livestream buổi trưa ngày hôm nay của Queen Fashion và Sưởng May Quốc Thịnh. Em chào chị Lê Yến Ngọc nha, chào quản trị mạng, chào Thu Thủy này. Ai đã vào rồi cho em xin một chấm đi nào. Hôm nay có chương trình sale sốc luôn cho các chị yêu đây ạ. Ok, em thấy Lê Yến Ngọc nhá, thấy Phương Đỗ, thấy Liên này, thấy Thu Thủy này, thấy Lê Loan này. Ok nha các chị yêu ơi, hôm nay sale nha. Hôm nay sale 50.000 hai bộ váy nha các chị ơi. Dành cho chị yêu nào chia sẻ cái livestream này cho em nào. Các chị yêu vào rồi chia sẻ livestream đi nào. Ok, em thấy Nga Nga, em thấy Thắm Nguyễn, thấy Trần Huyền nha. Em chào Trang Bill nha. Chào Nguyễn Hồng Ánh, chào Băng Giá này. Ok, bắt đầu cái chương trình săn hàng hôm nay nào các chị yêu ơi. Ok, em thấy chị Phương Đỗ này, thấy Như Tuyết này, thấy Khánh Nguyễn này, thấy Băng Giá, Nguyễn Hồng Anh, Ngọc Yến này, thấy chị Minh Việt nhá. Ok, em thấy các chị yêu rồi. Đẩy view nhanh nhanh lên một chút nào, tăng lên 10 người nữa bắt đầu chương trình sale hàng các chị yêu nha. Ok, ai đã vào rồi cho em xin một chấm và chia sẻ livestream nào các tình yêu ơi. Set váy nha. Set váy ngày hôm nay nha. Giá gốc 350.000 21 này thôi em ơi. 350.000, hôm nay em sale khoảng 50.000 hai bộ các chị yêu ơi. 50.000 hai bộ nha, một xanh một đỏ các chị ơi. Một xanh một đỏ. Áp dụng cho chị yêu nào chia sẻ livestream nhiều lần nha. Thấy Hà Thúy, thấy Hà VKS, thấy Bùi Thứ nha, thấy Phương Đỗ nha. Mai Nhi đã vào rồi, xem đi Hà, 50k hai set. Đúng rồi, mình comment 50k xanh đỏ cộng số điện thoại ạ. À. Đó, chị mong một hạnh phúc đã comment rồi. Cái gì mà đã chia sẻ được 50 nhóm rồi, trời ơi kinh khủng quá. Ok nha, áp dụng với chị yêu nào chia sẻ livestream cho em nha. 10 lần chia sẻ để mua hai chiếc váy này với giá là 50.000 được không nào? 50k hai váy các chị yêu ơi. 50k hai váy nha. 50k hai váy này. 50k màu đỏ cộng màu xanh nha. Mẫu này là free size dưới 58 cân em bao vừa chất len hàng Quảng Châu loại 1 nha. 50.000 hai chiếc, áp dụng chị yêu nào chia sẻ 10 lần ngày hôm nay nha. Mẫu màu đặc có màu đen không? Không có màu đen, chỉ còn màu đỏ, màu đen, màu xanh thôi ạ. À. Một xanh một đỏ hôm nay có giá 50k nha. Ai chưa săn được hàng sale giá sốc của bên em thì nhanh tay vào đây đi nào. Hôm nay sẽ đọc toàn bộ tên của chị yêu nào mà chia sẻ cho em rồi nha. Ok nha, chia sẻ cho em 10 lần nha các chị yêu ơi. Chia sẻ cho em 10 lần nha. 10 lần là quay ra nhận hàng luôn nha. 10 lần chia sẻ mua hai set váy giá 50.000 nha. Mà vui tính lên là free ship luôn nha các chị nha. Comment 50k xanh đỏ cộng số nhạc. Đúng rồi các chị, comment đúng rồi đấy. 50k xanh đỏ cộng số điện thoại đi nào. 50k màu xanh cộng màu đỏ nha. 50.000 một đôi nha các chị nhá. Ok nha, các chị yêu chia sẻ nào. Chia sẻ cho em nha. 8 lần lên các trang chợ lớn này, 2 lần lên trang cá nhân bật chế độ công khai nha. Để lên đơn thành công đi nào. 50k hai bộ nha. Đó, chuẩn bị lên đơn này. Chị yêu nào sẽ được đọc tên lần đầu tiên ngày hôm nay đây nhỉ. Nhanh tay chia sẻ nào các chị yêu ơi. 50k một set mà một đôi luôn nha. Hai bộ màu xanh màu đỏ. Nhanh tay nào các chị yêu. Chia sẻ cho em 2 lần lên trang cá nhân, bật chế độ công khai và 8 lần lên các trang chợ lớn nha. Tổng cộng 10 lần chia sẻ, mua hai set váy này với giá 50k được không nào? Chỉ 50.000 thôi nha. Trong 15 phút đầu livestream em đang bán giá tri ân đấy ạ. À. Chị nào mà đã chia sẻ rồi comment liền tay này. 50k xanh đỏ cộng số điện thoại nha. Thấy Nguyễn Liên, thấy Huyền Bé, thấy Minh Việt, thấy Vân Vân rồi này. Có thấy Trúc Xuân, thấy Kẻ Hỉ Diệt này, thấy chị Nguyễn Thúy này. Thấy chị Thu Hiền Nguyễn này, thấy chị Hải Hoàng này. Các chị yêu chia sẻ đi ạ. À. Các chị được em đọc tên nhanh chóng chia sẻ livestream đi nào. Chia sẻ livestream để em đọc tên chốt đơn luôn bây giờ nha. Rồi ok nha. Sưởng May Quốc Thịnh chạm mốc 200 người sẽ đọc tên người đầu tiên nha. 50.000 hai váy nha. Bạn nhân đang mặc là màu xanh, bên cạnh nó có cả màu đỏ nhá. Một set như thế này chỉ có một đôi như thế này chỉ có giá là 50.000 thôi ạ. Đó, giá gốc là tức là em sale gọi là 90% cho các chị yêu luôn. Bình thường là hai set này giá 500 nha. Bây giờ bán chỉ 50.000 hai bộ ạ. Áp dụng cho ai chia sẻ nha. 8 lần lên các trang chợ lớn nào. 2 lần lên trang cá nhân bật chế độ công khai nào các chị yêu ơi. Ok, bắt đầu đọc tên chị đầu tiên nha. Chị nào đầu tiên đây ạ? Ok, chị đầu tiên được mua với set này 50.000 hai bộ nào em ơi. Ok, chốt cho chị nào đây nhở.
nào, có thấy chị Lê Mon Nguyễn nhá, thấy chị tem ra nhá, cho em xem mấy người nói đồng bằng. Ok, thấy Nghị Linh Hoa này, thấy Kim Thoa này, thấy Ngọc Thúy Hoa, thấy Trần Cánh Ly, thấy Thảo Su Vi nhá. Chia sẻ 8 lần lên các trang chợ lớn nào, 2 lần lên trang cá nhân bật chế độ công khai, tổng 10 lần quay ra nhận 2 váy với giá là 50.000 được không nào? Một chân váy một áo nha. Đó, mẫu này free size dưới 58 cân vừa này. Ok, bắt đầu ghim comment của các chị nào đây nhở? Comment 50k xanh đỏ cộng số điện thoại. Có thấy Hoa Nắng luôn, có thấy Tùng Nhất luôn, có thấy Ánh Hồng luôn. Phải có 2 lần lên trang cá nhân bật thiệt chế độ công khai các chị yêu nha. Bắt đầu chốt cho chị nào đây? Ok, chị đầu tiên là chị Nguyễn Thị Đào, một xe em ơi. Rồi ok, chị Nguyễn Thị Đào nha, 50k thôi ạ. Ok, rồi. Em chỉ đọc những chị nào đã chia sẻ nhiều mà trên này đã gửi link nha. Còn các chị mà comment nhiều không chia sẻ em cũng không đọc tên đâu các chị ơi. Phải chia sẻ nhiều mới đọc tên nha. 8 lần lên các trang chợ lớn và 2 lần trang cá nhân bật chế độ công khai nào. Xét tiếp theo chốt cho chị nào đây ạ. Chị nào chia sẻ nhiều comment lên nào các chị yêu ơi. Ok, chốt cho chị Baekhyun Bihun nha. Rồi ok, chị luôn chị yêu nha. Ok, 50k nha. Rồi ok, một set tiếp theo nha. Một set tiếp theo cho ai đây? 50k, ok, chốt cho My Thảo một set em ơi. Rồi ok, chị My Thảo luôn nha. 50k hai bộ luôn nè. Trời ơi, hôm nay chơi khô máu luôn các chị ơi. Nhanh tay thì còn mà chậm tay là hết luôn này. Ok nha, 50, ôi trời ơi, sao lại thế? 50k hai set nha, nhanh tay nào các chị yêu. Ok, Quan Văn Trường một set em ơi. Rồi ok, Quan Văn Trường luôn nha. Ok nha, 50.000 một đôi. 50.000 một đôi cho ai chia sẻ nhiều này. Ok, ai chia sẻ nhiều comment nhanh tay nào các chị ơi. Nhanh tay. Nhanh tay thì còn nha. Chốt cho Đoàn Hạnh một set em ơi. Rồi ok, chị Đoàn Hạnh luôn chị yêu nha. Ok, chốt cho chị nào nữa đây nhở? Ok, chốt cho Nguyễn Thị Thục Nhân một set em ơi. Rồi ok, chị Thục Nhân luôn chị yêu nha. Ok, 50k thì lấy đọc 50k rồi. Ok này, chốt cho ai nữa đây nhở? Chốt cho bạn gì đây? Bạn My Thảo một set em ơi. Rồi ok, chị My Thảo nha, 50k chị nha. Đó, đã chứ. Ui, cẩn thận đấy nha. Cẩn thận đấy nha, đừng có kích động quá nha. 50.000 hai bộ nào các chị ơi, nhanh tay nào. Trời ơi, bên Queen Fashion ghim comment đi em ơi, chả đọc thấy cái gì thế này. Ghim comment lên cho chị nha. Ok nha, chị Tùng Nhất một set em ơi. Rồi ok, chị Tùng Nhất luôn chị yêu nha. Ok này, 50k hai bộ nha, áp dụng nha, chia sẻ cho em. 8 lần lên các trang chợ lớn này, 2 lần lên trang cá nhân bật chế độ công khai nào các chị yêu ơi. Comment là 50k xanh đỏ số điện thoại nào các chị yêu ơi. Nhanh tay thì còn nha. Ok, Đoàn Thị Hạnh của tôi này em ơi. Rồi ok, chị Đoàn Thị Hạnh luôn chị nha. Ok, 50k hai bộ này, một xanh một đỏ nha, rồi màu các chị yêu xem này. Rồi, mẫu này là dưới 60 cân bao vừa này, còn ai chưa đọc tên không? Ok nha, 50k xanh đỏ kèm số điện thoại. Làm sao để nhận quà? Comment 50k kèm số điện thoại đi nào, My Thảo ơi. Rồi ok, lắm người tên My Thảo quá. Ok, chốt cho Queen Fashion này, Minh Anh một set này em ơi. Rồi ok, chị Minh Anh luôn chị yêu nha, 50k thôi ạ. 50k hai bộ nào các chị ơi. 8 lần lên các trang chợ lớn nào, 2 lần lên trang cá nhân bật chế độ công khai nha. Lưu ý thiếu một lần vẫn hủy đơn như thường nha. Chỉ chốt cho chị nào chia sẻ đủ 10 lần thôi ạ. Đúng 8 lần lên các trang chợ lớn, lên các nhóm này, 2 lần lên trang cá nhân bật chế độ công khai này. Ok, Queen Fashion bắt đầu đi comment rồi. Chốt cho Queen Fashion này, anh Tin đi một set em ơi. Rồi ok, chị anh Tin đi luôn chị yêu nha. 50k này, 50k một xanh một đỏ nào các chị ơi. Nhanh tay thì còn nha. Ok này, chốt cho Nguyễn Khắc Sơn một set này em ơi. 50k rồi, 2 set. Rồi ok, Nguyễn Khắc Sơn luôn anh nha, 50k 2 set ạ. Ok nha, Nguyễn Khắc Sơn này là chuyên gia chia sẻ nhà em, không có lý gì mà không nhận hàng được không nào. Ok nha, còn chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ đi để em chốt đơn nhá. Em chỉ đọc tên chị nào chia sẻ nhiều thôi, chia sẻ ít em vẫn hủy đơn các chị yêu nha. Ok, ghim comment tiếp đi nào. Chị nào đã chia sẻ rồi comment nhanh tay nào. Ok, Tùng Nhất một set này em ơi. Rồi ok, Tùng Nhất luôn nha. Nhưng mà ok nha, anh Tùng Nhất ơi, anh mới chia sẻ 5 lần trang cá nhân thôi, phải chia sẻ lên cả các nhóm nữa nha. Vẫn còn thiếu đấy ạ, nhưng mà thôi em vẫn chốt cho anh này. Ok nha, ai lấy thì comment nào. Queen Fashion chốt cho Nguyễn Bảo Ngọc một set nào em ơi. Rồi ok, chị Nguyễn Bảo Ngọc luôn nha, 2 set 50k nha. Ok, đang chơi game với giá 50.000 2 set cho chị yêu nào comment và chia sẻ nhiệt tình cho bên em nha các chị nhá. Chị yêu nào chia sẻ comment nhiệt tình thì em mới chốt nha.
Nhanh tay thì còn nha. Màu xanh ạ, 50k màu xanh và 50k màu đỏ. Mình comment là 50k xanh đỏ kèm số điện thoại đi nào các chị yêu ơi. Ok, bên reception tiếp tục chốt nào. Bên sửa máy có trình ghi comment đi em ơi. Ok, Phạm Thùy Linh một set đi em ơi. Rồi ok, chị Phạm Thùy Linh luôn nhỉ nha. Ok này, 50k hai bộ này. Nhanh tay nào các chị yêu ơi, nhanh tay thì còn nha. Ok, ở bên kia ghi máy sẽ đọc Quang Văn Trường một set này em ơi. Rồi, Quang Văn Trường luôn nhỉ nha. Ok nha, chị Phạm Thùy Linh không biết là chia sẻ chưa đây. Ok nha, chốt cho ai đây. Mong một hạnh phúc cho một set đi em ơi. Rồi ok chị nha, 50k là 2 set ạ. Rồi, không thấy đọc tên trên này. Có thấy chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung nha. Không phải đọc tên nào đâu chị ơi. Chị bị ẩn comment, đấy là việc của chị. Em đọc tên của ai là việc của em, ok chưa nào. 50.000 màu xanh màu đỏ. Ok nha, bên Queen Fashion chốt tiếp cho Titi một set này em ơi. Rồi ok Titi luôn nha, 50k ạ. Rồi, chia sẻ cho em 8 lần lên các trang chợ lớn, 2 lần lên trang cá nhân, bật chế độ công khai. Hiện tại bên em đang live stream trên Queen Fashion là 1, sửa may Phú Thịnh là 2 nha. Đọc ở trên cả hai page luôn, chứ không phải là đọc một page đâu nha. Có thấy lò kiểm, có thấy ánh hồng, có thấy hương liễu này, có thấy hàng lê này. Chia sẻ đủ cho em thì em mới chốt các chị yêu nhá. Chị mặc màu khác đi, chỉ có hai màu thôi, một xanh một đỏ nha. Có thấy Thúy Anh rồi nha. Ok nha, chia sẻ thì mới không bị ẩn comment các chị nhá. 8 lần lên các trang chợ lớn nào, 2 lần lên trang cá nhân, bật chế độ công khai. Ok, chốt cho Liên một set nào chúng nhân ơi. Rồi ok, chị Liên luôn, chị yêu nha, 50k ạ. Đó, Liên là ở bên sửa may Quốc Thịnh nha. Tin ở bên Queen Fashion một set nào em ơi. Rồi ok, chị Tin luôn nha, 50k luôn chị nha. Ok, chia sẻ 8 lần lên các trang chợ lớn và 2 lần lên trang cá nhân, bật chế độ công khai đi nào các chị yêu ơi. Nhanh tay nha, nhanh tay để em chốt tiếp nào. Ok, hôm nay là bà lấy tương tác nha. 15 phút đầu livestream chị nào chưa săn được thì nhanh tay nào. Rồi ok, hôm nay sẽ được nha. Rồi các chị yêu ơi, nhanh tay chia sẻ cho em các chị yêu nha. Chia sẻ để mua được với giá là 2 set 50k thôi các chị yêu nha. Cố gắng lên nào các chị yêu ơi. Queen Fashion đẩy view lên nào. Queen Fashion lên 550 chị đi nào. Và sửa may Quốc Thịnh lên 500 chị đi nào. Để em chốt tiếp nào các chị yêu. Nhanh tay nào, chia sẻ đi nào. Chia sẻ lên các trang chợ lớn nha, 8 lần nha. Và 2 lần lên trang cá nhân và chế độ công khai nha. Nãy giờ em tặng rất là nhiều chị rồi. Những chị nào mà chưa được đọc tên tức là mình chưa chia sẻ. Mình phải chia sẻ cho em nhá. Cho em 8 lần lên các trang chợ lớn đi nào. 2 lần lên trang cá nhân và chế độ công khai nha. 50.000 hai bộ nha, một xanh một đỏ. Nhanh tay nào các chị yêu. Ok, nhanh tay lên nào. Nhanh tay thì còn nha, hết chậm tay là hết luôn đây này. 8 lần lên các trang chợ lớn đi nào. 2 lần lên trang cá nhân bật chế độ công khai nha. Và sửa may Quốc Thịnh ơi, đẩy view lên 500 chị đi nào. Queen Fashion đẩy view lên 550 chị đi để em đọc tiếp nhá. Ok nha, vừa giờ có ghim comment của chị Lê Mai nha. Ok nha, có nhiều chị comment đây. Em vào check luôn này. Lê Mai nha. Vào check nick của Lê Mai này. Đó, bảo làm sao mà không được chốt ạ. À? Đó, avatar đây các chị nhá. Không có một lượt chia sẻ nào luôn thì làm sao mà em tặng được hủy đơn của Lê Mai luôn nha. Có nhiều chị comment là chia sẻ nhiều nhưng mà vào trang cá nhân không có một lần nào luôn. Em xin phép sẽ hủy đơn nhá. Chỉ chốt cho chị nào chia sẻ đầy đủ thôi ạ. Ít nhất cho em 8 lần lên các trang chợ lớn nha. Và 2 lần lên trang cá nhân bật chế độ công khai đi nào. Đó, và trong 15 phút đầu em chỉ bán với mức giá này thôi. Ok, em chốt tiếp này. Em vào check tiếp link của một chị nữa comment rất là nhiều nhá. Chị Nguyễn Hải Yến nhá. Nguyễn Hải Yến này, đó, và trang cá nhân có một lần thôi ạ, độc có một lần chia sẻ ạ. Nguyễn Hải Yến chỉ có một lần chia sẻ cũng hủy đơn luôn các chị nhá, hủy đơn luôn ạ. Bởi vì quy định của em là 2 lần lên trang cá nhân, bật chế độ công khai và ít nhất là 8 lần lên các nhóm nhá. Một lần hủy đơn luôn này, tiếp tục check link này, Su Hi Jun này. Đó, comment rất là nhiều bên sổ may cũng thịnh luôn, không có một lượt chia sẻ nào luôn nhá. Hủy đơn của Hu Juli Hun luôn này. Đó, bên em chỉ chốt cho chị nào chia sẻ nhiều thôi. Cho nên có nhiều chị cứ vào bảo là em lừa đảo với cả không chốt đơn. Nhưng mà thực sự là đó, vào trang cá nhân của các cái chị này không hề có một lượt chia sẻ nào luôn. Thì em phải không bao giờ em chốt. Thì đấy là điều đương nhiên các chị yêu nha. Ok nha, sửa may Quốc Thịnh cố gắng lên nào. Lên 500 view đi nào, Queen Fashion lên cho em 510 view nào các chị yêu ơi. Để em tiếp tục chốt nào các chị yêu ơi. Ok, em xem nào. Rồi ok các chị yêu ơi, nhanh tay chia sẻ cho em các chị yêu nha. Nhanh tay lên đi ạ, để sở hữu hai set đồ hai màu ngày hôm nay là có giá 50k thôi các chị nha. Đó, vào xem toàn là các chị chém thôi, các chị có chia sẻ đâu. Chị Linh bảo comment biết từ nãy đến giờ nha. Vào trang cá nhân này, không có một cái gì luôn. Đó,
Chị Linh bảo nha các chị nhá, không lại bảo là em nói điêu nhá, không công tặng nhá. Rất nhiều chị luôn, không chia sẻ hủy đơn luôn nha. Đó, lưu ý giúp em là phải chia sẻ, còn không chia sẻ là em hủy đơn hoặc em không chốt đơn, đấy là điều đương nhiên. Các chị lưu ý là phải bật trang cá nhân chế độ công khai các chị nhá. Rồi, ok nha, nãy giờ lật rất là nhiều rồi, sưởng may Quốc Thịnh lên 310.000. Ok nha, chị nào đã chia sẻ thật rồi thì hãy comment cho em đi nào. Rồi, và bên gửi link. Các chị yêu ơi, chia sẻ cho em đi ạ. Chỉ một thao tác rất là nhanh gọn lẹ luôn các chị yêu nha. Ok, em chia sẻ rồi, ok nha. Chị Nguyễn Hải Yến là lúc nãy đọc tên rồi, không có chia sẻ đâu chị ơi. Chị Nguyễn Hải Yến ơi, lúc nãy chị làm gì có chia sẻ đâu mà tặng. Rồi, chị Nguyễn Hải Yến làm gì lại chia sẻ đâu. Chưa chia sẻ nha. Đó, chị Linh Bảo này là cũng chưa chia sẻ nha, hủy đơn của Linh Bảo nha. Ok, ghim luôn cho một chị này không lên 500 lượt xem rồi. Ok, em ghim comment này. Vũ Hương Giang nha. Trời ơi, nghe thảm thương quá này. Có gào rách bàn phím không thấy gọi tên. Ok, gọi tên Vũ Hương Giang luôn. Vào kiểm tra Vũ Hương Giang xem sẽ chia sẻ chưa để chốt nha. Nếu đã chia sẻ hai lần trang cá nhân và chế độ công khai rồi em sẽ chốt được không nào. Ok nha, lên tiếp view đi nào các chị yêu ơi. Sửa may Quốc Thịnh lên 550 chị đi nào. Queen Fashion quay lại 500 chị đi nào để em chốt tiếp nha. Rồi, ok, cho các chị mấy giây nữa để em chốt này. Đó, chưa chia sẻ đây này. Nhiều lắm. Chị Heo Tíu chưa chia sẻ, chị Jin Anh chưa chia sẻ này. Chị Nghiêm Thị Thu cũng chưa chia sẻ, em hủy đơn hết luôn nha các chị nhá. Chị Nghiêm Thị Thu này. Đây vào nha, không lại bảo em là nó dối nha. Nghiêm Thị Thu nha, đấy. Và chỉ có avatar của con trai thôi này. Không có lượt chia sẻ nào là em hủy đơn này. Chị Heo Tíu ở bên Queen Fashion này cũng chưa chia sẻ luôn này. Đó, mà nick có khi nick ảo ấy. Đây, không có một lượt chia sẻ nào luôn, hủy đơn luôn các chị nhá. Rồi, ok. Chị Vũ Hương Giang được em ghim comment ở bên xưởng may Quốc Thịnh này là cà rách bàn phím mà không được gọi tên. Ok, vào trang cá nhân này. Chị Vũ Vũ Hương Giang nhá. Chị Vũ Hương Giang đã chia sẻ ạ. Vào trang cá nhân Vũ Hương Giang đã chia sẻ này, 1 này, 2 này, 3 này. Đó, đã chia sẻ 3 lần này. Rồi, ok. Chốt cho chị Vũ Hương Giang ở bên xưởng may Quốc Thịnh nha. Ok các chị yêu, đẩy view cho em lên nào. 3550 chị để em chốt tiếp nha. Còn bây giờ bán hàng nhá. Rồi, ok, nãy giờ tặng rất là nhiều rồi. Bây giờ xin phép các chị yêu để em bắt đầu bán hàng nhá. Em bắt đầu sale hàng cho các chị yêu đây ạ. Các chị ơi, em xin các chị 15 phút để bán hàng các chị yêu nha. Và lên view em lại bán tiếp. Dạ, khi nào mà lên khoảng được 550 view thì em sẽ bắt đầu là tiếp tục bán với cái giá là 50k 2 set nữa các chị yêu nha. Và đây là em sẽ nói sơ một tí xíu, đó là set 05 các chị nha. Và set 05 này, và set 05 ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị với cái giá là 250k thôi. 250k thôi các chị yêu nha. Đó, với cái giá này thật sự rất là ưu đãi cho các chị luôn ạ. À, và mã ngày hôm nay là set 05 các chị yêu nha. Và hiện tại là em đang có tới 3 màu cho các chị lựa chọn luôn. Đó, 3 màu nha, có cả màu đen nữa ạ. À, màu đen các chị yêu nha, em sẽ buộc vào cái nơ tí xíu cho các chị dễ hình dung nha. Đây ạ, ba màu các chị yêu nha, là set 05 ạ. Set 05 là mã của set ngày hôm nay các chị nha. Các chị yêu ơi, các chị mua hàng các chị comment dạ. Các chị comment và đặt hàng theo cú pháp cho em là set 05 kèm màu và kèm số điện thoại các chị yêu nha. Rồi các chị yêu ơi, chị Linh Linh ơi, chốt là chốt len Quảng Châu chị yêu nha. Chốt len Quảng Châu vô cùng đẹp luôn chị yêu ạ. Và các chị yêu ơi, chốt len này các chị có thể giặt máy giặt luôn mà không sợ bị nhão vải luôn ạ. Rất là tốt, rất là đẹp, rất là đẹp ạ. Rồi, rồi các chị yêu ơi, set 05 ngày hôm nay có giá là 250k cho một set đồ này các chị yêu nha. Và hiện tại là em đang có tới 3 màu cho các chị lựa chọn luôn ạ. Rồi, ok chị Liên chị yêu nha, em lên đơn cho chị ạ. Chị Liên ơi, chị bổ sung số điện thoại cho em đi chị yêu nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nào đây ta, chị nào đây? À, chị Phương Anh Trần đúng không ạ? Chị Phương Anh Trần ơi, chị đã mua đồ nhà em một lần rồi đúng không ạ? Rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Rồi, ok chị Liên ạ. Rồi, ok chị Liên nha. Rồi, các chị yêu ơi, các chị yêu ơi, set 05 ngày hôm nay có giá là 250k cho một set đồ này thôi các chị yêu ạ. Rồi, rồi ok người lạ nha. Giờ chị người lạ ơi, chị bổ sung thêm cho em là set 05 các chị yêu nha. Chị phải bổ sung lại cho em là set 05 chị yêu nha. Rồi các chị yêu ơi, một tí nữa thôi, nếu mà lát nữa là Win Fashion và xưởng may Quốc Thịnh lên được cho em 500 người xem
thì em sẽ tiếp tục bán với cái giá là 50k 2 set được không ạ? Còn bây giờ thì em sẽ bán với cái giá đang sale của chị nha. Em sẽ sale shop cho các chị đó là một set này là 250k một set này. Đó. Rồi. Rồi, các chị yêu ơi. Rồi 05. Rồi ok chị yêu luôn nha, chị Đỗ Hoàng Linh ơi, chị bổ sung cho em là chị chọn màu nào được không ạ? Tại vì hiện tại là set này em có tới 3 màu luôn. Rồi ok chị Người Lạ nha. Chị Người Lạ ơi, chị bổ sung cho em số điện thoại được không ạ? À đúng rồi, chị Người Lạ đã bổ sung cho em số điện thoại rồi đúng không ạ? Rồi, chốt là chốt len Quảng Châu các chị yêu nha. Chốt len Quảng Châu vô cùng đẹp luôn ạ. Đó, vô cùng. Rồi các chị yêu ơi, dạ bên em đã hỗ trợ free ship cho các chị yêu nha, đó là 20k cho đơn nội thành và 30k cho các đơn ngoại tỉnh thôi, nên là tiền ship là không đáng là bao nhiêu cả các chị yêu nha, bên em đã và đang hỗ trợ cho các chị rồi ạ. Rồi các chị yêu ơi, dạ chị Úc Phan ơi, ship là chỉ có 20k cho một đơn thôi các chị yêu nha, ship là chỉ 20k nội đơn nội thành Hà Nội thôi. Ok chị Duyên Nguyễn luôn ạ. Chị Duyên ơi, chị bổ sung cho em số điện thoại đi chị yêu nha. Rồi chị Vân Nguyễn ơi, chị cũng bổ sung cho em số điện thoại đi chị yêu nha. Rồi ok chị Đỗ Hoàng Linh luôn nha. Rồi các chị yêu ơi, ok chị Nguyễn Thu Minh luôn ạ. Rồi ok chị Nguyễn Thu Minh nha. Chị Nguyễn Thu Minh ơi, chị rồi ok chị My Thảo luôn chị yêu nha. Chốt là chốt len Quảng Châu vô cùng đẹp luôn ạ. Đó, chốt len Quảng Châu nha. Các chị yêu ơi, có thể co giãn này đó, co giãn tuyệt đối 4 chiều nha. Nhưng mà giới hạn cân nặng là 58 cân trở xuống thôi là các chị mặc vừa và đẹp luôn ạ. Rồi ok chị Đào Nguyễn chị yêu nha. Rồi, dạ chị Thùy Ngọc đúng không ạ? Dạ chị Thùy Ngọc ơi, chị có là 250k cho một set đồ này thôi các chị yêu nha. Đó là sở hữu cả một cái áo nè. Đó, áo một nơ rất là đẹp và có cả cho mấy bút chì luôn, rất là đẹp luôn, rất là phù hợp cho những chị làm công sở các chị nha. Nhưng mà ngoài những chị làm công sở ra thì những chị nào mà đi chơi đi gì cũng mặc được hết luôn, rất là lịch sự mà. Rồi ok chị Dung Nguyễn nha, một set đồ này có giá là 250k, đó là giá em đang sale và đang bán với cái giá rất là ưu đãi trên live cho các chị dễ mua nha. Rồi ok chị Thanh Thanh luôn ạ. Rồi ok chị Hoa Dương luôn nha. Tại vì khi mà kết thúc cái live này em sẽ bán với cái giá là 350k được không ạ? Em không bán với cái giá là 250k được nha. Đó, nên là khi em áp dụng trên cái live này thì các chị tranh thủ mua giùm em đi nha. Rồi ok chị Quỳnh Như luôn chị yêu nha. Ok chị Nguyễn Xuân luôn ạ. Rồi các chị yêu ơi, nhanh tay lên các chị yêu nha. Ok chị Chuột Chít luôn nha. 45 cân là mặc vừa và đẹp luôn chị Đỗ Hoa nha. Tại vì set đồ này là có giới hạn cân nặng 58 cân trở xuống là mặc vừa và đẹp nha. Những chị yêu nào mà 58 cân mà tầm 1m50, 57, 58 thôi thì chọn màu đen cho em các chị yêu nha. Chọn màu đen cho em đi ạ, để nhìn người mình sẽ nhỏ gọn hơn nha. Rồi, chị yêu ơi, chị Nguyễn Thị Bắc ơi, chị 61 cân là chị mặc không vừa đâu chị yêu nha. Nhưng mà chị Bắc có thể comment cho em biết là chị cao 1m bao nhiêu được không ạ? Nếu mà chiều cao của chị trên 1m6 thì em nghĩ là mặc cũng được chị yêu nha. Rồi chị Trần Phượng ơi, chị cao 1m bao nhiêu vậy chị? Chị 60 cân mà chị cao 1m bao nhiêu ạ? Chị Mimosa nha. Ok chị Mimosa màu xanh màu đỏ nha. Chị Mimosa ơi, chị comment chị bổ sung thêm cho em là số điện thoại của chị đi nha. Rồi chị Thu Khương Phan ạ, 42 cân là các chị mặc vừa và đẹp luôn các chị yêu nha. Em nói làm tí xíu nha, là set 05 ngày hôm nay có giá là 250k, đó là cái giá mà em đã áp dụng ưu đãi cho các chị ạ. Khi mà bán trên cái line này. Đó. Và giới hạn cân nặng 58 cân trở xuống là các chị mặc vừa và đẹp luôn. Rồi 48 cân là chị mặc vừa chị yêu nha. 49 cân là cũng mặc vừa luôn ạ. 49 cân mà cao 1m65 là quá ok luôn chị yêu nha. Chọn màu cho em đi ạ. Các chị yêu ơi, mua set hôm nay các chị comment cho em là set 05 kèm màu và kèm số điện thoại đi ạ. Cho em một xanh rồi ok chị yêu luôn nha. Rồi ok chị nè. Ok chị Vũ Hương Giang, chị Vũ Hương Giang ơi, lát nữa chị chủ động inbox cho shop em để được nhận quà với cái giá là 50k cho hai set chị yêu nha. Chị Vũ Hương Giang ơi, chị có thể nói một cái, chị có thể comment cho mọi người biết là em tặng quà thật chứ không hề ảo chị yêu nha. Đó là người thật việc thật và tặng thật các chị nha. Các chị không được may mắn và các chị không chia sẻ thì em sẽ không tặng vậy thôi các chị nha. Đó. Rồi, ok chị Úc Phan luôn chị yêu nha. Rồi, đây là chị Jessie Nguyễn đúng không ạ? À? Rồi, set 05 ok chị Jessie Nguyễn nha. 42 cân là chị mặc vừa và đẹp luôn ạ. À. 1m55 là mặc quá là đẹp luôn chị yêu nha. Có hát tôi không? Rồi, chị Duyên Nguyễn ơi, em vừa thấy chị yêu nha. Rồi, ok, cảm ơn chị Vũ Hương Giang ạ. À.
Rồi chị Mimosa ok chị yêu nha. Dạ chị nghĩ Trần ơi, chị có 250k cho một set đồ này thôi chị yêu nha. Ok chị Nguyễn Thường luôn ạ. Rồi rồi ok chị Kim Thoa nha, em chốt với chị rồi nè. 60 cân là có sai không hả sếp? Rồi chị Lan Quy đúng không ạ? Chị Lan Quy ơi, nếu mà 60 cân mà chị cao trên 1m6 thì chị mặc set này vẫn được luôn chị yêu nha. Và nếu mà thậm chí là trên 1m6 với cái cân nặng của chị thì chị mặc đồ này bên em cũng vừa luôn. Đó, 53 cân là chị mặc vừa luôn chị Chất Nguyễn nha. Rồi ok chị Hằng luôn chị yêu nha. Rồi ok chị Thu Khương Phan luôn ạ. Rồi mẫu cao bao nhiêu hả? Rồi các chị ơi, em sẽ nói qua cân nặng và chiều cao của em một tí xíu nha. Em chỉ cao 1m6 thôi và em đang nặng 45kg ạ. Đó đó, rất là đẹp. Tại vì các chị biết sao không, khi mà cái len này nó lên người mình á là nó theo người. Ví dụ các chị ốm thì nó sẽ theo ốm nè. Đó, béo đậm người một tí xíu nó sẽ ôm người các chị lại. Đó, rất là đẹp các chị yêu nha. Không sợ là rộng chật này kia. Tại vì cái chất len này rất là đẹp và chất len theo người đó các chị nha. Và một cái lưu ý nữa em nói cho các chị biết nha, đó là cái chân váy vô cùng đặc biệt ở cái chỗ nó rất là linh hoạt. Khi mà các chị hơi thấp một tí xíu các chị có thể kéo cao lên như thế này. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, nhìn người mình rất là cao. Còn khi những chị nào mà hơi cao một tí xíu các chị có thể kéo xuống một tí xíu. Đó, cũng rất là phù hợp luôn các chị yêu nha. Rất là đẹp, rất là phù hợp luôn. Rất là dễ mặc nè. Bao nhiêu một set? Rồi ok chị Lan Vy nha. Một set của em đang bán với cái giá rất là ưu đãi cho các chị, đó là 250k cho một set đồ này thôi. Đó, và kèm áo này và kèm cả chân váy luôn. Chân váy bút chì rất là đẹp các chị yêu nha. Rất là tôn dáng ba vòng luôn, rất là đẹp ạ. Tại vì lưng thun nha. Đó, nên nhìn eo của các chị nhỏ gọn hơn, rất là đẹp. Rồi, cho mình xem set chân màu đen. À rồi ok chị yêu nha. Đây ạ, đây màu đen chị yêu nha. Màu đen đây. Một tí xíu nữa thôi em sẽ thử qua màu đen cho các chị coi được không ạ? Một tí xíu nữa thôi nha, em sẽ thử qua màu đen cho các chị coi luôn. Sao không thấy trả lời nhỉ? Rồi chị Trâm ok chị Trâm Nguyễn nha. Rồi ok chị Bích Hậu luôn ạ. Rồi chị yêu ơi, chị Huệ Hồng ơi, chị có thể comment lại câu hỏi của chị được không ạ? Em sẽ trả lời câu hỏi của chị nha. Chị thông cảm cho em nha. Nãy giờ là em đang live bên hai trang nên là em có thể em sẽ không thấy được comment của chị á. Rồi ok chị Bùi Thị Huyền luôn chị yêu nha. À chị Chất Nguyễn ơi, shop của em là ở 51 Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội chị yêu nha. 51 Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội ạ. Rồi em chào chị Hà Nguyễn nha. À chị Đỗ Minh Hằng ơi, nếu mà trong váy đen thì là áo đen luôn chị yêu ạ. Viền màu nào thì là chân váy sẽ màu đó, nhưng mà chỉ có cái này thôi. Đó, vì màu trắng thì chân váy màu đen thì nó sẽ nổi bật hơn chị yêu nha. Chứ nếu bây giờ mà chân váy màu trắng thì không nổi được cái áo đâu chị yêu ạ. Rồi 43 cân ok chị Loan Anne luôn chị yêu nha. Rồi Hoàng Nguyễn ơi, 45 cân và cao 1m53 là chị mặc vừa luôn chị yêu nha. Rồi em chào chị Trúc Cung đúng không ạ? Rồi ok chị Duy Nguyễn luôn nha. Chị Tống Hà này em ok chị yêu nha, 40kg là chị mặc đẹp rồi chị yêu nha, không lo đâu ạ. Tại vì xét là hôm nay có cân nặng là 40-60kg là mặc vừa. Nhưng mà em nói vậy thôi, nhưng mà khi mà 58 trở lên tới 60kg là các chị phải cao 1m60 cho em. Đó thì mặc mới vừa nha. Rồi em chào chị Ngân Kim luôn ạ. 1m61 và 50 cân đúng không ạ? Trời ơi chị Nguyễn Trang ơi, chị mặc vừa và đẹp luôn chị yêu nha. Chị comment cho em theo đúng cú pháp là chọn màu, chọn mã này, màu và số điện thoại cho em được không ạ? Set 05 và chị chọn màu cho em đi chị Trang nha. Tại vì với chiều cao và cân nặng của chị là rất là đẹp luôn ạ. Yên tâm khi mà nghe em tư vấn các chị yêu nha. Rồi chị Thủy Liên Lê ơi, chị có thể comment lại cho em được không ạ? Hay là chị Thùy Liên Lê gì đó ơi, chị comment lại cho em câu hỏi được không ạ? Rồi ok chị Buồn Nơi Con Tim luôn chị yêu nha. Rồi ok chị Hoa Hồng, chị Hoa Hoàng luôn đúng không ạ? 42 cân và 1m62 là chị mặc đẹp chị yêu nha. Đó, dáng chị đã dáng người mẫu rồi, 42 cân 1m6. Rồi chị Tuyết Sương ơi, ok chị Dung Nguyễn nha. Rồi ok chị Oanh Hoàng độ sai đỏ sai mờ. Rồi ok chị yêu nha. Chị Oanh Hoàng ơi, chị comment lại cho em là set 05 và kèm màu đỏ số điện thoại của chị được không ạ? Rồi ok chị Duy Nguyễn Duyên nha, em đã thấy comment của chị rồi và em sẽ chốt đơn cho chị nha. Cao 1m55 và 42 cân là mặc vừa và đẹp luôn chị yêu nha. À bao nhiêu bộ vậy đúng không ạ? Chị Yến Phụng ơi, set ngày hôm nay có giá là 250k cho một set đồ này. Đó, 250k cho một set này các chị nha. Rồi ok chị Hoa Nguyễn luôn nha. Dạ hiện tại bên em đang có 3 màu. Hiện tại bên em đang có 3 màu nha. Màu đỏ đô nè,
Đó, màu đen này, trắng đen này và màu trắng xanh các chị yêu nha. Và các chị yêu ơi, duy nhất là chỉ có màu trắng, màu xanh này và màu đen này là có hai màu trắng đậm, màu hai màu trắng tinh thôi nha. Còn màu này vô cùng đẹp ạ. Đó là màu đỏ đô nha. Cái nền của nó là màu be các chị nha, không phải màu trắng ạ. Cái nền của nó là màu sữa, rất là đẹp luôn. Rồi chị Mai Phương ơi, các chị yêu ơi đợi một tí xíu nha, có thể là rồi ok chị Phương Liên luôn nha. Rồi màu xanh sông 46 cân là chị mặc vừa luôn chị Thảo Cao chị yêu nha. Dạ chất là chất len chị Thảo nha. Chất len Quảng Châu ạ, co giãn tuyệt đối 4 chiều luôn nha. Em sẽ cho các chị coi ạ. Và các chị yên tâm nha. Chị Thảo ơi, các chị yên tâm luôn nha là khi mà các chị giặt máy giặt với cái chất len này bên em á thì không hề bị nhão vải và cũng không hề bị bung giãn này kia nọ luôn nha. Rất là yên tâm luôn ạ. Cao 1m55 và nặng 50kg thì chị mặc vừa luôn chị Thỏa Nguyên đúng không ạ? Chị Thỏa Nguyễn ơi, chị mặc vừa luôn chị yêu nha. Rồi ok chị Thủy Liên Lê luôn chị yêu nha. Rồi chị Vi Minh nè, 155kg và cao 1m48 thì chị mặc cũng vừa luôn chị yêu nha. Nhưng mà chị Thủy, từ từ đợi em một, các chị yêu ơi đợi một tí xíu nha. Chị Vi Minh ơi, nếu mà chị đặt set này thì chị về chị nghe lời em là chị phải kéo lên tới đây cho em được không ạ? Chị kéo cao lên tới bụng cho em thì dáng người chị rất là đẹp luôn chị yêu nha. Rồi các chị yêu ơi, được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền chị Phương Liên nha. Đó là một cái điều rất là lưu ý ở shop em luôn. Đó là được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Nên các chị thật sự là nên rất là yên tâm về chất lượng đúng không ạ? Rồi giá bao nhiêu? Rồi ok chị Thủy Liên Lê nha. Bao nhiêu tiền một bộ đúng không ạ? Rồi các chị đang thắc mắc về giá tiền đúng không? Là set 05 ngày hôm nay có giá là 250k cho một set đồ này. Đó, 250k cho một set này. Đó là cả áo và cả váy luôn. Không hề mắc một tí nào các chị ơi. Khi mà các chị sờ được chất vải rồi, cảm nhận nó rồi thì rất là đáng tiền mua luôn. Và một cái lưu ý nữa đó là em bán với cái giá này đó là cái bán, đó là áp dụng với cái giá là ưu đãi cho các chị trên cái live thôi. Khi mà các chị mua trực tiếp trên cửa hàng hoặc là khi em đã kết thúc cái live này rồi và các chị mua thì em sẽ bán với cái giá là 350k một set đồ này nha các chị nha, đó là giá gốc của nó. Đó. Rồi ok các chị yêu nha, em sẽ mặc qua màu khác ạ. Rồi chị Huyền Anh Lê nha, cao 1m65 và nặng 56 cân là chị mặc vừa và đẹp luôn chị Huyền Anh nha. Rồi chị Ninh Lê này, cao 1m6 và nặng 47 cân, trời ơi chị mặc quá là vừa luôn chị yêu nha. Chị các chị yêu ơi, set 05 ngày hôm nay là free size, chỉ có một size thôi. Đó là 40-60kg là mặc vừa. Đó, nhưng mà các chị phải lưu ý cho em là 58-60kg là các chị phải trên 1m6 thì mặc mới vừa nha. Rồi set 05 màu xanh ok chị Ngân Kim luôn nha. Rồi ok chị Thủy Nguyễn luôn chị yêu nha. Các chị yêu ơi, em đã bán với cái giá rất là ưu đãi cho các chị, đó là 250k thôi. Đó, em xe xuống là bớt đi 100.000 rồi cho các chị rồi. Đó, thì em không thể nào mà free ship cho các chị được, nhưng mà em sẽ bên cạnh đó em sẽ hỗ trợ ship cho các chị. Đó là 20k cho nội thành Hà Nội thôi. Đó, 20k cho một đơn nội thành Hà Nội thôi. Các chị ngồi nhà có người ship tận nơi cho các chị nhận luôn được không ạ? Còn các chị ngoại tỉnh thì em sẽ ship với cái giá là 30k, chỉ 30k thôi cho các đơn ngoại tỉnh thôi các chị yêu nha, vô cùng là rẻ luôn. Rồi ok chị Phương Liên chị yêu nha. Rồi chị Hồ Thi Đê hay đệ gì đó đúng không ạ? Chị Hồ Thị nha, là set hôm nay có giá là 250k cho một set đồ này ạ. Set 05 này có giá là 250k. Đó. Chất là chất len vô cùng đẹp luôn chị yêu nha. Rồi ok chị Thảo Cao chị yêu nha. Ok chị Thảo nè. Rồi ok chị Loan luôn nha. Chị Anh Kim Hà đúng không ạ? 1m45 và 42 cân là chị mặc vừa luôn chị yêu nha. Có bộ nào không? Trời ơi em có quá là nhiều luôn. Khi mà với cái chiều cao của chị thì quá là nhiều set đồ đẹp luôn chị yêu nha. Và nếu mà chị Anh Kim Hà không ưng set hôm nay thì chị có thể là vào album hình của Win Fashion đã coi được không ạ? Tại vì em còn rất là nhiều mẫu ở trong album hình thì các chị có thể vào đó và xem inbox hoặc là comment trực tiếp vào cái hình mà các chị thích được không ạ? Rồi chị Phương Liên ơi, em chốt hàng với chị rồi chị yêu nha. Các chị yêu ơi, các chị yên tâm đi nha. Khi mà các chị đã comment trên cái like của em đang phát rồi thì lát nữa hệ thống bên em sẽ kiểm tra và check, sẽ gọi điện thoại cho các chị được không ạ? Các chị không lo là bị trôi comment đâu nha. Rồi ok chị Trần Thùy Dung luôn chị yêu nha. Bao nhiêu một bộ hả chị Nhung? Tức ơi chị có 250k cho một set đồ này thôi các chị yêu nha. Em nhắc lại nha là chị có 250k thôi. Đó, rất là rẻ. Ôi chị bé thiên thần bé nhỏ đúng không ạ? À? Chị yêu ơi, chị hỏi em cái gì đúng không ạ? À? Chị comment lại cho em đi ạ. À. Tại vì là nãy giờ em đọc nhiều chị yêu hai trang quá nên em không thể nào mà trả lời kịp hết tất cả các chị á. Dạ có chị Thảo Cao nha, em còn rất là nhiều luôn chị Thảo nha. Chị Thảo muốn kiểu váy nào hoặc là kiểu set đồ nào thì em cũng có luôn chị yêu nha.
1m50 và 50 kg là chị mặc vừa luôn chị Chim Hoàng nha. Phí ship shop hỗ trợ à? Đúng rồi chị Phương Liên nha. Em hỗ trợ phí ship cho các chị là chỉ 20k cho một đơn nội thành Hà Nội thôi và 30k là ngoại thành Hà Nội được không ạ? Rồi ok chị Đỗ Minh Hằng luôn chị yêu nha, 1m65 và 60kg là chị mặc vừa luôn chị yêu nha. Với cái chiều cao và cân nặng của chị thì chị mặc vừa set ngày hôm nay luôn ạ. Và set ngày hôm nay có giá là 250k cho các chị yêu nha. Chị Đỗ Minh Hằng ơi, chị comment cho em biết là chọn màu nào được không? Chị chọn màu nào được không ạ? Dạ rồi chị Hoa Hoàng nha. Các chị ơi, các chị muốn mua set đồ ngày hôm nay các chị comment theo đúng cú pháp cho em là set 05 và kèm màu kèm số điện thoại vào các chị yêu nha. Rồi, chị Hoa Hoàng ạ, em chỉ cao 1m6 và nặng 45kg thôi các chị yêu nha. Đó, mặc vào nhiều người em nhỏ gọn hơn luôn các chị ơi. Đó, em chỉ cao 1m6 thôi các chị nha. Em mặc màu đen đi rồi, ok chị Trang Nguyễn, bây giờ em sẽ thay qua màu đen nha. Nãy giờ có lẽ là em nói nhiều quá rồi, bây giờ em sẽ thay luôn cho các chị coi được không ạ? Rồi ok nha, ok chị Phương Liên nè. Chị Phương Liên ơi, có nghĩa là khi mà chị nhận hàng á, chị kiểm tra hàng đúng không? Chị ưng thì chị thanh toán cho em là 270k được không ạ? Đó, em nói hỗ trợ có nghĩa là nếu mà cái đơn bình thường shop một cái shop nào đó không hỗ trợ các chị thì người ta sẽ lấy tiền ship của các chị là 35k hoặc là 45k tùy vào là km là xa hay gần. Đó. Còn nhà em hỗ trợ cho các chị thì sẽ lấy với cái giá là 20k. Đó, lấy 20k thôi được không ạ? Đó là chỉ trả cho shipper thôi. Đó là hỗ trợ cho các chị yêu rồi. Đó là hoàn toàn bên em không lấy tiền ship. Đó. Các chị hình dung được không ạ? Rồi, 51 con là chị mặc vừa và đẹp luôn chị Đinh Trang nha. Rồi ok chị Nguyễn Minh Thuận luôn ạ. Rồi ok chị Cọc Cạch luôn nha. 1m50 và 43 cân là chị mặc vừa và đẹp luôn chị Cọc Cạch nha, không lo đâu ạ. Mặc mình màu xanh màu đỏ rồi ok các chị yêu nha. Rồi bây giờ em sẽ thử qua màu đỏ được không ạ? Hay là màu đen trước nha. Em sẽ thử màu đen trước nha. Tại vì lúc nãy có một chị kêu em là thử màu đen trước. Rồi em sẽ thử màu đen trước, sau đó em sẽ quay lại cái màu đỏ cho các chị coi được không ạ? Ok nha. Đợi một tí xíu nha. Rồi chị Thủy Huỳnh nè, 1m55 và nặng 1m55 và nặng 58 cân là chị mặc vừa luôn chị yêu nha. Rồi ok các chị yêu nha. Rồi ok chị luôn nha. Rồi ok chị nè. Ok em đọc lại cái tên của chị nào, chị Thủy Huỳnh các chị yêu nha. Mặc thử đỏ đi bạn. Rồi ok các chị yêu nha. Rồi em hiểu ý các chị rồi ạ. À, em sẽ mặc thử màu đỏ nha. Tại vì có rất là nhiều chị nói là màu đỏ nên em là... Rồi các chị ơi, đợi em một tí xíu nha. Em sẽ thử qua màu đỏ cho các chị coi nha. Rồi và em sẽ thử qua màu đỏ, sau đó em sẽ trả lời những thắc mắc của các chị nữa được không ạ? À? Có lẽ là chị Phương Nguyên rất là thắc mắc về tiền phí đúng không ạ? À? Đợi em một tí nha. Em đang thay qua màu đỏ cho các chị coi các chị nha. Đây nha các chị nha, trời ơi màu đỏ rô quá là đẹp luôn các chị ơi. Không lấy thì quá là tiếc luôn các chị nha. Rồi các chị yêu ơi, đây là màu đỏ rô các chị yêu nha. Đây là màu đỏ rô ạ. Rồi đây là màu đỏ rô các chị yêu nha. Trời ơi ba màu nào cũng đẹp hết các chị yêu ơi. Đó, màu nào cũng đẹp hết các chị yêu nha. Dạ, shop của em là ở 51 Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội chị nha. Cho mình thêm xếp 05 màu đỏ nghe shop rồi. Ok chị Bích Hậu luôn ạ. Em biết mà, khi mà em mặc lên người, khi mà các chị mặc lên người luôn, không phải gọi là riêng em nha, thì cảm nhận được chất rất là đẹp và màu lên người cũng rất là sang luôn. Nên chị Bích Hậu đã chọn luôn một màu nữa cho mình rồi các chị ơi. Nên các chị cũng nhanh tay lên nha, chốt một màu cho mình đi các chị nha. Em có tới 3 màu cho các chị lựa chọn ạ. Màu đen nha, đây ạ, màu đen nè. Màu đen là trong váy màu đen luôn các chị nha. Và màu đỏ rô ạ. Kèm theo đó là có một màu xanh nữa các chị nha. 3 màu luôn ạ. 3 màu và màu nào cũng là đẹp luôn. Đó, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang cả các chị nha.
Chất là chất len Quảng Châu ạ. Chất là chất len Quảng Châu vô cùng đẹp luôn. Chất len Quảng Châu này các chị có thể giặt máy giặt luôn mà không sợ bị nhão nè, không sợ bị bung cái len của nó ra đúng không? Đó là một cái những cái điều mà các chị rất là đáng sợ, rất là sợ khi mà mua vải len, khi mà mua những cái set đồ mà bằng len đúng không ạ? Nhưng mà xưởng may Quốc Thịnh bên em và WinFashion luôn luôn là đặt cái chất lượng lên hàng đầu, nên là các chị không lo là về bung này nhão vải này kia đâu nha. Rồi ok, chị Ninh Lê luôn chịu nha. Rồi ok, chị Lương Thúy Đào luôn ạ. Rồi, mặc màu đen em xem. Rồi ok, chị Phạm Cúc nha. Đợi em 5 phút nữa thôi, em sẽ chuyển qua màu đen liền cho các chị coi nha. Chị My Linh ơi, chị Mỹ Linh ơi, chị có là 250k cho một set đồ này thôi các chị nha. Đây ạ, đó, 250k như thế này thôi cho một set đồ này. Trời ơi, vô cùng là đẹp luôn. Đó là màu xanh đây nha, màu xanh nè, màu đen nha, và cuối cùng là màu đỏ đô ạ. Nền của nó là nền be các chị nha, nền sữa, và màu đỏ là màu đỏ đô, viền và chân váy rất là đẹp. Chị Thiên Thần nhỏ bé ơi, em chốt với chị rồi chị yêu nha. Rồi ok, chị Đinh Trang luôn ạ. Ok, chị Hoa Không Sắc luôn nha. Rồi chị Lan Huy ơi, một set ngày hôm nay có giá là 250k cho một set đồ này chị yêu nha. Rồi các chị yêu ơi, nãy giờ là có một số chị là vừa vào xem live, vừa mới vào xem đúng không ạ? Rồi ok nha, đợi em một tí xíu rồi thôi nha, em sẽ mặc lại cho các chị coi được không ạ? Em sẽ chiều theo ý của các chị luôn. Mấy kg mặc vừa rồi chị Mỹ Linh ơi, là 58 cân trở xuống là mặc vừa và đẹp chị yêu nha. 58 cân trở xuống là mặc vừa và đẹp luôn ạ. Nếu mà các chị là tầm 60 cân thì các chị là phải cao 1m6, trên 1m6 cho em được không ạ? Cao trên 1m6 thì mới mặc vừa, và nên chọn màu đen cho em nha, nên chọn màu đen. Rồi ok, chị Kim Trung Nguyễn luôn chị yêu nha. Rồi các chị ơi, em sẽ nói lại nha. Set 05 ngày hôm nay có giá là 250k cho một set đồ này, là kèm cả áo và chân váy bút chì luôn. Và giới hạn cân nặng là 58 cân trở lại là các chị mặc vừa và đẹp luôn. Đó, 58 cân trở lại nha. Còn những chị nào mà 60kg mà rất là thích cái bộ đồ này thì các chị phải cao trên cho em là, cao lên trên cho em 1m65. Đó thì mới đẹp nha, mới vừa được. Rồi chị Trang Trang ơi, em chốt với chị rồi chị yêu nha. Rồi các chị yêu ơi, những chị nào mà đã comment rồi thì đừng lo các chị yêu nha. Đừng lo các chị yêu nha, em hệ thống bên em sẽ gọi điện thoại và chốt đơn cho chị ạ. Rồi chị Tống Hà luôn chị yêu nha. Chốt cho em chưa? Rồi em chốt với chị rồi chị yêu nha. Các chị yêu ơi, em sẽ nói sơ qua lại tí xíu nữa nha, đó là set 05 ngày hôm nay ạ. Set 05 ngày hôm nay có giá là 250k và chất là chất len các chị nha. Đó, chất là chất len rất là đẹp luôn. Rồi ok chị Trang Trang chị yêu nha. Rồi ok chị Đỗ Minh Hằng luôn ạ. Trời ơi, chị Nguyễn Thủy ơi, không lo chị yêu nha. Chị 1m55, chị mặc váy này, chị kéo là cao lên tới này cho em. Đó, đẹp và vừa luôn chị yêu nha. Không sợ béo, không sợ gầy, cũng không sợ thấp cao gì hết luôn chị yêu nha. Tại vì chân váy là tự điều chỉnh được. Chị nào ra để từ từ đợi em tí xíu nha. Annyeonghaseyo. À, em chào cuộc sống mới nha, Annyeonghaseyo. Rồi chị Đỗ Minh Hằng nha. Ok chị Đỗ Minh Hằng nè. Rồi 43kg thì có mặc vừa không bạn? Chị Lê Mai ơi, chị 43kg là chị mặc vừa và đẹp luôn chị Lê Mai nha. Chị Lê Mai ơi, ok chị Bích Dương, chị Bạch Dương luôn chị yêu nha. Chị yêu ơi, chị mặc màu đỏ đô cho em đi chị yêu nha. Chị mặc màu đỏ đô cho em đi ạ. Tại vì nền này là nền kem sữa thì nó có thể chia được khuyết điểm của mình, đó là da không trắng chị yêu nha. Rồi ok chị Bạch Dương nè. Rồi chị La Mai đúng không ạ? Chị Mai ơi, chị comment cho em là chọn màu giùm em đi ạ. Đó là theo cú pháp cho em nha, đó là set 05 và kèm màu, kèm số điện thoại chị yêu nha. Tại vì 43 con là chị mặc set nào cũng vừa hết, nhưng tuyệt đối đừng chọn màu đen chị Mai nha. Chị chọn màu đen thì nhìn người chị rất là ốm, rất là gầy và không có đẹp đâu. Nên là chị chọn màu đỏ đô hoặc màu xanh thôi. À chị Huyền Phan ơi, em không bán lẻ chị yêu nha. Rồi ok chị cuộc sống mới nha, em sẽ mặc lại màu xanh cho chị coi nha. Rồi chị Huyền Phan ơi, em không bán áo riêng chị nha, em bán luôn cả set luôn ạ.
Ok, chị Phương Liên luôn chị yêu nha. Rồi ok các chị yêu nè. Rồi chị Đời Nguyễn. Chị Đôi Nguyễn 64 kg. Trời ơi chị mặc không vừa rồi chị yêu, em tiếc quá. Chị mặc không vừa chị yêu nha. Tại vì chị 64 kg mà chị có 1m50 thôi chị. Thì em nghĩ là nó hơi kích một tí xíu á chị yêu nha, là không vừa đâu ạ. Rồi các chị yêu ơi, các chị yêu nào còn những câu hỏi nào cứ comment em đi nha. Các chị nào muốn đổi màu nào thì cứ comment lại cho em nha. Lát nữa hệ thống bên em sẽ kiểm tra và sẽ gọi điện thoại là chốt đơn cho các chị đúng hơn nha. Có sai không em hả? 1m64 và nặng 58 cân. Trời ơi là chị mặc vừa và đẹp luôn chị, hệ thống Messenger nha. Rồi ok chị. Ồ chị Vũ Hương Giang được nhận quà vui quá rồi chị ơi. Rồi chị Phạm Cúc ơi, 55 kg là chị mặc vừa và đẹp luôn chị yêu nha. Rồi ok chị An, chị Âu Trần luôn chị yêu nha. Trời 49 cân, những chị mà có tầm cỡ cân đó thì mặc rất là đẹp luôn ạ. Rồi cái bộ hôm nay là không có size chị yêu nha. Set 05 ngày hôm nay là không có size đâu ạ, chỉ một size thôi. Đó là 40-58 cân là mặc vừa và đẹp luôn. Và là free size. Và là free size chị yêu nha. Chị yêu ơi em không có màu trắng ạ. Màu trắng của nó là có viền xanh chị yêu nha. Đó màu trắng có viền xanh. Một chị sâu tất cả ơi, 1m52 và nặng 52 kg là chị mặc vừa luôn chị yêu nha. Rồi các chị yêu ơi, những chị nào mà có cân nặng từ 40-58 cân thì chọn màu cho em đi nha. Tùy thích luôn, chọn màu nào cũng được luôn. Chị có trừ những chị nào mà đúng 59 cân mà cao trên 1m62 thì nên chọn màu đen cho em nha. Rồi chị Thùy Hạnh ơi, set ngày hôm nay có giá là 250k cho một set đồ này chị Hạnh nha. 55 kg và cao 1m6 là mặc màu nào đẹp. À rồi chị yêu ơi, chị chọn màu trắng cho em đi nha. Đây ạ, màu xanh nha. Đó màu trắng xanh, chị nên chọn màu này cho em đi chị yêu nha. Đảm bảo với chị luôn, mặc cực kỳ đẹp luôn các chị yêu nha. 43 kg và cao 1m53 là chị mặc vừa luôn chị yêu nha. Nhưng mà chị vừa luôn chị Dung Nguyễn nha. Mặc đi để mình chốt. À rồi ok chị yêu nha, em mặc màu. À chị muốn em mặc màu nào vậy? Em quên mất tiêu rồi. Em quên mất tiêu rồi. Gì đây? Có mấy màu. Rồi chị Mỹ Dung ơi, em đang có 3 màu chị yêu nha. Set 05 ngày hôm nay là em đang có tới 3 màu luôn ạ. Màu đỏ đô, màu xanh và màu đen các chị yêu nha. Chị Hợp ơi, chị nói gì vậy ạ? Chị có thể nói một cái gì đó gọi là lịch sự hơn được không ạ? Rồi ok, chị sâu tất cả màu xanh chị yêu nha. Chị sâu tất cả ơi, chị comment lại cho em và set 05 màu xanh và số điện thoại của chị sâu tất cả vào đó cho em nha. Rồi ok, màu xanh luôn nha. Vậy có túi không? Rồi ok chị ơi, váy là không có túi chị yêu nha. Tại vì váy là chất len này mà có túi vào thì rất là không đẹp chị nha. Đó, không đẹp đâu nha. Rồi chốt hàng cho em chưa chị Mimosa ơi? Em chốt với chị rồi chị yêu nha. Em chốt hồi nãy là gần like, đầu like là em đã chốt với chị rồi. Chị Kim Linh u đi. Rồi ok nha. Chị cuộc sống mới ơi, đợi em một tí xíu nha. Tại vì là màu xanh là lúc đầu like em có mặc rồi. Rồi có rất là nhiều chị ưng màu xanh rồi á. Nên bây giờ có rất là nhiều chị nói em mặc màu đen thì em sẽ thử qua cái màu mà nãy giờ em chưa mặc được không ạ. Rồi chị cuộc sống mới đợi em một tí xíu nha. Em mặc màu đen xong em sẽ thử với màu xanh nha. Chị Nguyễn Thị ơi ạ, cái này nhà em bán với giá là 250k nha. Chỉ 250k gồm một áo có nơ và một chân váy bút chì cực xinh nha các chị yêu nha. 250k thôi ạ. Chị Thanh Vũ ơi, set này nhà em không có túi nha. Vì đây là chất len Quảng Châu nên có túi sẽ rất là không đẹp chị ạ. Chị Huyền Phan nhà em bán cả set nha, bán cả set không bán riêng áo nha. Giá là 250k một set, chỉ 250k thôi. Chúng ta sẽ có gồm một chân váy bút chì và một chiếc áo có nơ cực kỳ lịch sự luôn nha. Mặc đi làm hay đi cà phê đều ok nha, chỉ 250k một set thôi. Mẫu nhà em đang thay set màu đen nha, set màu đen cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn nha. Chị nào mà lo lắng về cân nặng của mình thì có thể chọn set này nha. Rồi đó. Các chị yêu ơi, đây là màu đen các chị yêu nha. Và dây buộc nơ này các chị có thể là làm theo ý của các chị cũng được luôn. Đó là các chị thắt theo kiểu cà vạt cũng được nè, hoặc là nơ cũng được các chị yêu nha. Đó, do là em không biết cắt cái kia nên là em sẽ buộc nơ cho các chị hình dung nha. Đây ạ. Rất là đẹp. Đó.
đẹp như thế này mà các chị không chốt được thì các chị chốt cái nào hả các chị ơi? Tranh thủ nhanh tay lên các chị nha, giờ em buộc xấu quá. Em buộc xấu quá các chị ơi, thôi em để chỗ này được không mà em buộc xấu quá. Em không biết buộc nơ rồi. Rồi. Dạ em còn set có túi các chị yêu nha. Đó là à, bây giờ thì hiện tại là trên này em không có set có túi các chị yêu nha. Set có túi thì để cái like sau em sẽ set lộn, em sẽ like được không ạ? Rồi, các chị yêu ơi, em sẽ giải đáp một thắc mắc nữa mà các chị rất là thắc mắc luôn. Đó là có được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán không? Thì shop bên em rất là tự tin về chất lượng nên shop nên sửa may Quốc Thịnh và Win Fashion bên em cho các chị được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền luôn các chị yêu nha. Dạ, giá ship bên em là chỉ có là 20k cho nội thành Hà Nội thôi và 30k cho các đơn ngoại tỉnh các chị yêu nha. Chỉ 20k thôi, đó là bên em đã hỗ trợ phí ship cho các chị rồi nha. Rồi ok chị Âu Trần luôn chị yêu nha. Rồi ok các chị yêu nè. Các chị yêu ơi, hiện tại là bên em đang có 3 màu các chị yêu nha. Set 05 ngày hôm nay đang có tới 3 màu luôn. Đó là màu đen, đó màu đen nè. Và màu xanh và màu đỏ đô các chị yêu nha. Có 3 màu cho các chị lựa chọn luôn ạ. Và ba màu này cực kỳ là đẹp và cực kỳ là kiểu là rất là dễ mặc luôn. Đó, các chị mix kính như thế nào lên người cũng rất là đẹp luôn nha. Đó là tùy theo các chị sở thích của các chị thôi. Nhưng mà bây giờ hiện tại là em không buộc nơ được đó các chị ơi. Em không thể nào buộc nơ được nè. Buộc ghê. Đẹp hơn rồi này các chị yêu ơi. Rồi ok chị hệ thống luôn chị yêu nha. Rồi các chị ơi, em sẽ nói lặng tí xíu chị yêu nha. Rồi các chị ơi, em đang có tới 3 màu các chị nha. Đó, có luôn cả 3 màu. Màu xanh nè, màu đỏ đô nha. Và màu đen ạ. Có lẽ em nên thay qua màu xanh được không ạ? Em thử là màu xanh cho chị cuộc sống mới coi các chị yêu nha. Em sẽ thử qua màu xanh được không ạ? Đúng rồi. Rồi em sẽ thử qua màu xanh các chị yêu nha. Đợi em một tí xíu nha. Chị Minh Dung ơi, bên shop nhà em có hỗ trợ ship nha. Ship nội thành chỉ 20k và ship ngoại thành 30k. Bên em bán hàng đã rất là rẻ rồi nên sẽ không free ship. Bên em có hỗ trợ ship nha. Phí ship nội thành là 20k và ngoại thành là 30k. Chị Minh Huệ ơi, set này nhà em là set 05 có giá là 250k nha. Set này nhà em có 3 màu nha. Màu xanh lá cây, màu đen và màu đỏ đô nha. Set cực đẹp, cực yêu luôn nha. Các chị nào lấy comment set 05 kèm màu kèm số điện thoại của em nha. Mẫu nhà em đang thay lại set màu xanh đấy ạ. Chị nào lấy thì con mình là set 05 kèm màu kèm số. Rồi đây chị cuộc sống mới lên. Đây là màu xanh mà chị nói nha. Chị chốt cho em màu xanh luôn đi chị yêu ơi. Đó rất là đẹp các chị nha. Màu xanh ạ và cả màu đen nữa các chị yêu nha. À chị yêu ơi, bộ em đang mặc có giá là 250k các chị yêu nha. 250k cho một set đồ này là cả áo nè và cả trong váy luôn. Rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp, rất là phù hợp luôn. Rồi chị Nguyễn Hào đúng không ạ? Chị Nguyễn Hảo ơi, 1m54 cân và cao 1m65 là chị mặc vừa luôn chị yêu nha. Mặc đỏ đô là vừa và đẹp luôn chị yêu ạ. Trời ơi các chị yêu ơi, nãy giờ em đã thử qua 3 màu tất cả luôn rồi các chị yêu nha. Nhưng mà khi bây giờ là em cũng gần là kết thúc cái like này rồi. Nên khi mà em kết thúc like, các chị muốn coi là màu đỏ đô, màu đen hay là màu xanh gì đó thì các chị tua là cái đoạn đầu của em được không ạ? Nếu mà các chị ưng, các chị inbox trực tiếp vào comment này. Các chị comment vào cái like này luôn cho em nha. Để mà hệ thống bên em sẽ chốt đơn cho các chị yêu được không ạ? Tại vì bây giờ là thời gian like của em cũng sắp hết rồi. Đó, thời lượng like của em bây giờ đang cũng gần là kết thúc tại đây rồi. Nên là em không thể nào thử qua màu đỏ cho các chị coi được nữa. Nhưng mà các chị yêu ơi, đó là khi mà các chị em kết thúc like này, các chị muốn coi là màu đỏ thì các chị tua lại cho em cái đoạn đầu nha. Và các chị coi là màu đen, màu đỏ em đều có mặt hết trơn rồi. Đó, có thích màu nào các chị comment vào cái like này cho em được không ạ?
hoặc là các chị inbox trực tiếp luôn. Nhưng mà em nghĩ là các chị nên comment vào cái like này cho em. Đó. Rồi, Phương Trang nha, áo bao nhiêu hả? Áo là mình không bán áo lẻ đâu chị yêu nha. Áo là em đang bán, em đang bán luôn nguyên cả set luôn, đó là 250k cho một set này, đồ này luôn. Đó. Rồi, chị cuộc sống nha, đây là đằng sau ạ. Đây là đằng sau chị yêu nha. Vô cùng đẹp luôn ạ. À, chị ơi tặng quà tiếp đi hả? Chị thiên thần nhỏ bé ơi, bây giờ chị có đang thấy cái like, có đang thấy cái view của em không? Chỉ có 29 và 28 người xem thôi thì em không thể nào tặng với cái giá là 50k được chị yêu nha. Các chị phải tương tác thật là nhiều, lên được 500-600 người xem, bắt đầu lúc đó em sẽ bán cái giá là 50k và tặng quà cho các chị nữa. Đó, các chị phải tương tác cho em á, và tăng độ tương tác cho em lên thì em mới bán với cái giá đó được. Chứ bây giờ có rất là ít chị thì em không thể nào mà mình không thể nào chơi mini game được nữa các chị yêu nha. Em mua nhiều rồi, chia sẻ nhiều rồi mà chưa được tặng quà. À, chị Thiên Thần nhỏ vậy hả? Thôi được rồi, vậy thì chị đợi em một cái like sau được không ạ? Cách tầm 5 phút nữa thôi em sẽ làm cái like sau. Sau đó chị, nếu mà chị gặp lại em thì chị em sẽ tặng quà cho chị. Em hứa luôn được không ạ? Chị Thiên Thần nhỏ, chị nhớ theo dõi cái bay này được không ạ? Nhớ theo dõi nha. Thì nếu mà chị có nhớ mặt em thì chị nhớ comment cho em biết chị Thiên Thần nhỏ nha. Rồi em sẽ tặng quà cho chị ạ. Ok không ạ? Ok thì chị ok cho em đi ạ. Rồi chị Nguyễn Oanh nha, set ngày hôm nay có giá là 250k cho một set 05 này chị yêu nha. Set 05 có giá là 250k và chốt là chốt lên Quảng Châu vô cùng đẹp luôn ạ. 58 cân trở xuống là các chị mặc vừa và đẹp luôn. Chị Thiên Thần nhỏ ơi, chị nghe em nói không ạ? Chị ok cho em biết đi ạ. Em sẽ ráng là nhớ tên của chị nha. Và cái live sau hàng ngày, mỗi ngày thì chị em mình đều gặp nhau mà đúng không ạ? Thì cái live sau em sẽ gặp lại chị và em sẽ... Rồi ok chị yêu nha. Rồi ok chị Nguyễn Hảo 05 màu đỏ đô chị yêu nha. Rồi các chị yêu ơi, em bán nguyên cả set các chị yêu nha. Tại vì là áo này mà các chị mix lại với những cái đồ khác thì cũng không đẹp lắm đâu các chị yêu nha. Tại vì khi người ta đã thiết kế thì người ta phải thiết kế cho đúng với kiểu và set như thế này các chị nha, là phù hợp nhất. Nên là các chị mua luôn cả set thì mặc sẽ đẹp hơn ạ. Rồi ok chị Trần Chí Hình đúng không ạ? Rồi ok luôn nha. Rồi các chị ơi, các chị còn câu hỏi gì để hỏi em nữa không? Các chị hỏi gì nữa không nè? Em trả lời các chị yêu luôn nha. Và hiện tại là em đang còn chỉ có 5 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc live tại đây rồi. Đó, rất là tiếc nè. Và em sẽ phải tạm biệt các chị tại live này rồi. Đó, buồn quá. Em không muốn xa các chị một tí nào cả. Thôi, em sẽ gặp lại các chị vào cái live sau. Em hứa hẹn luôn là em sẽ tặng quà cho những chị nào mà hôm nay kém may mắn được không ạ? Rồi ok chị hệ thống luôn chị yêu nha. Em sẽ đổi sang chị màu xanh chị yêu nha. Đó. Có lẽ là các chị thích màu xanh hơn đúng không? Rồi, em chào tạm biệt các chị tại đây được không? Các chị còn câu hỏi gì để hỏi em nữa không? À rồi chị Còi Ngốc ơi, set hôm nay em đang mặc có giá là 250k chị yêu nha. Đó. Rất là đẹp. Set như vậy chị. Rồi các chị yêu ơi, bây giờ tới cuối live rồi mà vẫn còn rất là nhiều chị vào hỏi em đúng không? Set ngày hôm nay có giá là 250k cho một set đồ này các chị yêu nha. Ồ, chị Thiên Thần bé nhỏ này cũng xem luôn đó hả? Trời ơi. À, da ngâm mặc màu gì hợp đúng không ạ? À? Chị yêu ơi, chị da ngâm thì chị chọn màu đỏ đô cho em đi chị yêu nha. Chọn ngay màu đỏ đô cho em đi ạ. À. Vì cái nền này là nền màu sữa. Đó, có thể chia được khuyết điểm của mình đó là một da nâu các chị yêu nha, da hơi ngâm nha. Đó, nhưng mà các chị yêu ơi, đừng mặc cảm da của mình nha. Tại vì mốt của năm nay cũng là da ngâm các chị yêu nha. Nên là các chị da ngâm yên tâm luôn nha. Không sợ mình là da ngâm đen gì đâu nha. Rồi, set 05 ngày hôm nay có giá là 250k cho một set đồ này. Và chốt là chốt lên Quảng Châu các chị yêu nha. Đây là chốt lên Quảng Châu co giãn tuyệt đối 4 chiều luôn. Và một điều nữa, đó là 58 cân trở xuống là các chị mặc vừa và đẹp luôn nha. 58 cân trở xuống ạ. À. Các chị nha. Và nếu mà rồi ok màu xanh, số điện thoại màu xanh. Rồi chị cẩm tú đúng không ta? Chị cẩm tú chị ha, chị cẩm tú ơi, chị bổ sung số điện thoại cho em đi chị yêu nha.
cho đi lòng cho em đi chị yêu nha. Rồi, có lẽ là em sẽ kết thúc rồi các chị yêu ơi. Em sẽ hẹn gặp lại các chị rồi. Chắc là em sẽ tạm biệt các chị tại đây rồi. Buồn quá. Buồn quá chị ơi. Thôi em sẽ dừng lại tại đây các chị nha. Và nếu mà các chị còn muốn mua set đồ này nữa thì các chị cứ comment vào cái like này của em được không ạ? Rồi ok chị Doãn Thị Hoàng luôn chị yêu nha. Rồi chị Hoàng ơi, chị comment lại cho em là set 05 màu đỏ này. Set 05 màu đỏ đô nha. Cho 05 màu đỏ đô thôi, 05 màu đỏ đô cũng được chị yêu nha. Chị Hoàng ơi, chị bổ sung số điện thoại cho em đi chị yêu nha. Chị comment lại, chị bổ sung cho em màu, chị bổ sung cho em số điện thoại đi chị Hoàng, chị yêu nha. Đúng rồi, màu xanh đẹp quá chị ha. Shop mình ở đâu hả? Chị sorry Nguyễn, Nguyễn ơi, shop của em ở 51 Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội chị yêu nha. Rồi chị sorry ơi, shop của em là hỗ trợ, đang hỗ trợ phí ship cho các đơn hàng nội tỉnh, nội thành các chị yêu nha. Và ngoại thành cũng có luôn. Đó là 20k cho nội thành Hà Nội và 30k cho các đơn ngoại tỉnh các chị yêu nha. Rồi ok chị Mỹ Huệ luôn nha. Rồi ok chị Cẩm Tú luôn nè. Rồi chị Cẩm Tú ơi, chị comment, à không, chị bổ sung thêm cho em là set 05 được không ạ? Tại vì một tí nữa hệ thống anh em check comment thì không biết được là chị chọn màu xanh nào đó chị. Nên chị bổ sung cho em là set 05 chị yêu nha. Rồi chị Sang Nguyễn ơi, màu xanh đẹp mà đúng không ạ? Chị chốt cho em màu xanh luôn đi chị yêu nha. Màu xanh này là 58 cân trở xuống là các chị mặc vừa và đẹp luôn ạ. Nếu mà các chị muốn mua bộ này, mua set này các chị comment cho em là set 05 kèm màu kèm số điện thoại đi chị yêu nha. Rồi các chị ơi, được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Được quyền kiểm tra hàng luôn ạ. Bóc hàng ra kiểm tra cảm nhận hàng như thế nào đó. Nếu mà đẹp nhận hàng thanh toán tiền cho em. Còn không được trả hàng lại luôn cho em được không ạ? Rồi ok các chị yêu nha. Rồi 3 phút nữa thôi các chị yêu ơi. Em chỉ còn có 3 phút nữa thôi. Nên các chị ơi, nhanh tay tranh thủ comment chốt đơn hàng cho em đi ạ. Rồi một cái live sau vào trưa ngày mai là tầm 12 giờ em sẽ gặp lại các chị và chơi mini game nha. Em sẽ tạo nhiều cái phần quà hấp dẫn hơn cho những chị nào mà hôm nay nói là không nhận được quà nha. Rồi ok chị Cẩm Tú xếp 05 màu xanh rồi ok chị yêu nha. Rồi ok chị Hoàng luôn ạ. Rồi các chị yêu ơi, em tạm biệt các chị tại đây nha. Các chị có còn chị nào hỏi gì em nữa không? Chắc là không còn chị nào hỏi rồi đúng không? Giờ này thì các chị chắc là cũng đi nghỉ trưa hết rồi. Rồi thôi em chúc các chị ngủ ngon nha. Em chúc các chị có một buổi trưa vui vẻ nè. Rồi ok chị sorry Nguyễn luôn chị yêu nha. Chị sorry Nguyễn ơi, chị bổ sung số điện thoại cho em đi chị yêu nha. Nhanh lên chị sorry ơi, chị bổ sung cho em số điện thoại đi nha. Không thôi em kết thúc live này thì sẽ không bán với cái giá kia nữa đâu. Đó các chị phải nhanh tay lên nha. Rồi chị Hoàng 1m62 và nặng 52 cân là chị mặc vừa và đẹp luôn chị Hoàng nha. Chị yên tâm đi ạ. Rồi em nhớ chị và chị Thiên Thần bé nhỏ, ngày nào chị cũng theo dõi cái bài của em hết trơn. Nên là em rất là nhớ chị luôn nha. Rồi em nhớ tên chị rồi thì ngày mai em sẽ tặng quà cho chị được không ạ? Rồi chị bé ba ơi, xét ngày hôm nay có giá là 250k cho một set này các chị yêu nha. Rồi ok, rồi thôi em tạm biệt các chị tại đây các chị yêu nha. Rồi chị Thiên Thần ơi, chị cũng nên nhớ tên em là Thục Nhân chị yêu nha. Rồi, ngày mai em sẽ gặp lại các chị nha. 43kg là mặc vừa luôn, chị sorry Nguyễn nha, chị không lo đâu mà 43 cân là chị mặc vừa và đẹp luôn. Đó, các chị yên tâm nha, lát được hệ thống bên em. Và chất là chất len Quảng Châu, chị Hà Bùi nha, chất len Quảng Châu vô cùng đẹp luôn ạ. Nhưng mà còn nhiều người hỏi lắm. Rồi các chị yêu ơi, thật sự là em bị hối là kết thúc rồi. Nên là em không thể nào mà đứng nói nhiều được nữa rồi. Em sẽ hẹn gặp lại các chị được không ạ? Trời em tiếc quá, em không muốn chào tạm biệt các chị hết trơn á. Thôi được rồi, em sẽ chào tạm biệt các chị nha. Bây giờ là em chào thiệt luôn ạ. Rồi ok chị luôn. À chị bé ba ơi, chị comment cho em là chị chọn màu nào đi ạ? Em có 3 màu nha. Màu xanh, màu đỏ đô và màu đen ạ. Đó, chị bé ba ơi, chị comment lại cho em là set 05 kèm màu và kèm số điện thoại đi ạ. À không, chị bé ba chỉ cần comment cho em là set 05 và kèm màu thôi. Tại vì em đã có số điện thoại của chị rồi. Rồi ok chị Thiên Thần ơi, mai nhớ gọi tên em nha. Mai nhớ gọi tên em nha. Rồi ok chị Nguyễn Huyền luôn nha. À chị Nguyễn Huyền hả? Chị yêu ơi, nãy giờ chị đâu có comment cái gì đâu. Sao giờ chị đưa số điện thoại cho em vậy? Chị comment cho em là set 05 và kèm màu đi chị yêu nha. Chị chọn màu cho em đi ạ. À. Xong rồi chị
chị có số điện thoại rồi thì thôi nha, chị chỉ cần comment cho em là set 05 và kèm màu thôi. Rồi ok chị Mỹ Huệ luôn chị yêu nha. Rồi ok chị sau tất cả luôn ạ. Rồi chị Say Nguyễn hay là anh Say Nguyễn gì đó ơi, là bây giờ là em đã kết thúc like rồi. Và nếu mà anh có hay là chị gì đó có muốn coi là màu đen em đang mặc, em mặc thì có thể tu là cái đoạn đầu của live stream ngày hôm nay các chị yêu nha. Rồi à ok chị Vũ Hương Giang luôn nha, hệ thống anh em sẽ trả lời và rep tin nhắn của chị nha. Ok màu xanh chị bé ba nha. Rồi da không sáng chắc chị màu đỏ. Đúng rồi chị Hoàng nha, chị nên chọn màu đỏ đô cho em đi chị ơi nha. Ok chị Mỹ Huệ luôn ạ. À, trời ơi thiệt tình em kết thúc like rồi mà các chị cứ vô comment, thật sự em tiếc nuối lắm luôn á các chị ơi. Thôi bây giờ là em kết thúc thiệt luôn, bây giờ tại luôn đây nè, bây giờ là em sẽ kết thúc thiệt nha. Đó, bây giờ em kết thúc thiệt luôn. Rồi em chào tạm biệt các chị nha. Em chúc các chị một có buổi trưa vui vẻ nè. Em chào tạm biệt các chị nha. Em chào chị Thiên Thần bé nhỏ luôn nha. Bye bye các chị ạ. À.